Sai để cổ vũ cho câu lạc bộ Saigon Heat. Và chúng ta sẽ cùng đến với tình huống tiếp up ngày hôm nay. Và Saigon Heat đã là đội có được quyền kiểm soát bóng sau pha chạm bóng vừa rồi. Ngay lập tức là một đường truyền sai của Christian Yuzhang dành cho Võ Kim Bảng. Không có gì đáng buồn hơn bằng việc khởi đầu thực sự tốt. Hơn một phút trôi qua và cả hai đội vẫn chưa có được những điểm số nào. Đây là quả bắn 3 của Võ Kim Bảng và có 3 điểm dành cho Saigon Heat. Hoàng. Đây là Justin Yang. Một đường truyền sâu với sai rất thể hiện. Còn 5 giây ném rổ. Và đó chính là quả ném 3 chính xác đến từ Justin Yang. Cả hai và ghi điểm đó. Justin Yang làm cho chúng ta bất ngờ hơn rất nhiều. Lại là một tình huống xuống corner của Saigon Heat. Được kích ra cho Phú Vinh. Và lại là 2 điểm ở góc corner cho Phú Vinh. Đây là một bài tấn công cực kỳ quen thuộc của Saigon Heat, đặc mét của Saigon Heat. Yu Minh Anh. Lại là vị trí của Phú Hoàng. Và lần này thì đã không có gì có thể ngăn cản được. Đó là tình huống ném midrange của Robert Crawford và cực kỳ chính xác. Cực kỳ thiếu chính xác. Cảm giác ném bóng vẫn chưa quay trở lại với Nguyễn Phú Hoàng. Tình huống reverse layup của Justin Yuzhang. Đó là một tình huống rất có thể Phú Hoàng sẽ bị thay ra. Anh đang ném không tốt và phòng thủ cũng là một mắt xích bị khai thác. Có hai cầu thủ phòng thủ bên phía Saigon Heat để chuyển bóng cho Team Wales. Và ném ngay thì 2 điểm tiếp theo dành bóng của Justin Yang. Người cũng ném bóng này rất tấp của các thủ thành lòng Warriors. Có 2 điểm dành cho Josuke. Anh Thái Ân có thể thấy tình huống Justin Yang ném rổ. Đó là tình huống ném 3 điểm thành công của Đoàn Nhất Quang. Cầu thủ đã có sẵn bây giờ thì từ trong sống trở về với thằng lòng Warriors. Thành Đạt. Đem midrange của Thành Đạt rất chính xác. Thằng Long Warriors đã bắt đầu. Đó là một tình huống and one tuyệt vời của Joski. Josuke tiếp tục là tình huống đột phá thẳng vào khu vực 3 giây. Và vẫn có điểm dành cho các cầu thủ Saigon Heat. Chúng ta chờ xem quyết định của trọng tài ở sau. Chọn ném không thực sự tốt của Thành Đạt khi mà Võ Kim Bản đã áp sát rất lớn. Đường kích ra là cho Võ Kim Bản. 3 điểm, tình huống 3 điểm thứ hai của Võ Kim Bản để nâng tỷ số lên 23-10. Tập trung bóng rất nhiều cho Crawford và Thành Đạt. Trong khi đó thì Võ Kim Bản mới đang là người dẫn đầu vì danh sách ghi 3 điểm, nhưng vừa rồi là một tình huống turnover của Võ Kim Bản. Nhưng một cái tay cực nhanh của Christian Yuzhang đã ngăn chặn một tình huống lên rổ của Thành Đạt, nhưng không sao cả. Đã có người đồng đội Văn Hùng mang về 2 điểm cho Thăng Long Warriors sau tình huống lên rổ bất thành của cầu thủ áo số 3. 2 điểm đầu tiên trong trận đấu của Hùng Cá Trê. Christian Yuzhang. Võ Kim Bảng, tình huống bắn 3 của Võ Kim Bảng và đã có tình huống bắn 3 thành công thứ 3 của anh ngày hôm nay. Quang nghỉ. Một chút hơi thở dành cho Joski đến từ vị trí của Coach Jacob mà thôi. 2 điểm tiếp theo dành cho Thăng Long Warriors. Trở với Christian Yuzhang. Như vậy là sẽ có 2 cầu thủ có khả năng ném 3 tốt, đó là Hoàng Tú và Võ Kim Bản. 2 điểm tiếp theo dành cho Nguyễn Văn Hùng đến từ bình phòng ngoại bình của đội bóng chủ nhà ngày hôm nay. Đó phải nói thật sự là một pha bỏ lỡ cực kỳ khó tin đến từ một cầu thủ đẳng cấp như Robert Crawford. Và ngay lập tức Saigon Heat đã trừng phạt đối phương bằng tình huống ghi 2 điểm. Nhận được sự hỗ trợ của Team Wales. Đường chuyển hơi khó dành cho Phú Bình khi cầu thủ này chưa có một vị trí tốt. Fadeaway, một từ fadeaway ghi 2 điểm của Nguyễn Văn Hùng. Thằng em này. Đó là một tình huống chưa cản thành công của Joski. Nhưng vẫn là Crawford và sẽ là 2 điểm dành cho Thăng Long Warriors để rút ngắn cách huống quyết định ném bóng không thực sự chính xác. Crossover của Hoàng Ca nhưng không có điểm dành cho cầu thủ áo số 10. Võ Kim Bản. Phải chăng là lỗi điểm từ thầy Vũ Hoành. Một tiếng Hezi, spin move và ném rổ. May mắn dành cho Hoàng Ca với tình huống bóng lập bập và ghi 2 điểm. Đợi.
Giang đường chuyển cho Phú Bình, khá đơn giản để vượt qua Hưng Bún và dành cho mình một tình huống N1. Những đợt tấn công của các thủ Thăng Long Warriors vẫn chưa có được điểm số nào, và đó là một cú ném sang hít ở trong khu vực 3 giây, và gần như không có khoảng trống để cho các thủ Thăng Long Warriors có thể thực hiện pha lừa rổ. Như đó là một cú ném mid-range quá chính xác của kèm anh trong tình huống đó là Võ Kim Bản, một cầu thủ nhỏ bé hơn rất nhiều. Một tiếng corner của Phú Bình và hai điểm tiếp theo dành cho chàng trai mang áo số 12. Quả phạt cầu bóng ngay lập tức có double team dành cho cầu thủ này, và 3 điểm dành cho Phú Hoàng. Cuối cùng thì những gì mà người hâm mộ mong đợi ở Phú Hoàng cũng đã được thể hiện sau những tình huống kiến tạo cho các đồng đội, thì bây giờ anh đã thực hiện một pha ghi điểm đẹp mắt. Nhưng sau đó lại là 2 điểm nữa đến từ Nguyễn Huỳnh Phú Bình. Một thỏi nam châm để thu hút các cầu thủ phòng ngự. Sau đó có tình huống kích ra ngoài, nhưng vừa rồi là một tình huống 3 điểm của Võ Kim Bản để cầu thủ này vươn lên là, và chính là hiệp đấu bản lề mang về chiến thắng cho Sài Gòn Heat. Và chúng ta cùng chờ xem điều đó có được tái lập lại hay không. Cảm giác ném trong những pha lên đổ vừa qua của các cầu thủ Thăng Long Warriors là không thực sự tốt. Tiếp tục là pha ném 3 nữa của Võ Kim Bản, và vẫn có 3 điểm dành cho cầu thủ mang áo số 11 này. Võ Kim Bản đang có được tinh thần lên rất cao. Họ đều chưa có được một giải pháp nào thực sự hiệu quả. Đó là 2 điểm của Nguyễn Văn Hùng. Thăng Long Warriors đang sử dụng các tay ném và được tin tưởng nhất ở thời điểm hiện tại đó là Đoàn Nhất Quang và Nguyễn Thành Đạt. Và vừa rồi thì Nhất Quang đã có được số thứ 5 của mình bằng một tình huống mid lane. Một bàn đánh corner cho Võ Kim Bản. Chính xác là như vậy, một tình huống chạy bài cực kỳ chuẩn xác của Sao Hit. Chỉ đáng tiếc tình huống ném rổ của Võ Kim Bản là không thành công. Sau đó là một tình huống turnover rất đáng trách của Justin Young. Tristan Yuzhang. Hai tình huống động tác giả liên tiếp của Josuke đã giúp anh loại bỏ được hai cầu thủ phòng ngự bên phía Thăng Long Warriors. 4 điểm, chúng ta vẫn chưa thể nói được. Chỉ cần một chuỗi run khoảng 6-7 điểm là tâm lý của Thăng Long Warriors sẽ rất khác. Nhưng tâm lý của họ lại vừa xuống một chút sau tình huống 3 điểm thành công tiếp theo của Võ Kim Bản. Hot hand, thực sự hot hand đến từ cầu thủ mang áo số 11 quê Sóc Trăng. Một đột phá của Crawford. Có 2 điểm dành cho Hòa Bình bên phía Thăng Long Warriors. Tình huống vừa rồi cho thấy đang có một chút. Nguyễn Phú Hoàng một tiếng 3 điểm thành công. Tỷ số chưa được rút. Còn 4 giây cho đợt tấn công này của các thủ Sài Gòn Heat. Một tiếng ném ngay của Josky và có 2 điểm tiếp theo dành cho Sài Gòn Heat. Winston Yuzhang, một tình huống không có chạy bước của Yuzhang và có 2 điểm sau một tình huống layup dành cho cầu thủ mang áo số 81. Cooking, một dấu hiệu khá quen cho Robert Crawford. Vũ Hoàng, tình huống thi đấu sở trường của Đặng Thái Hưng. Lần này thì không có bất kỳ một trường bóng. Robert Crawford. Tiếp tục là một tình huống ghi điểm thành công dành cho Đặng Thái Hưng. Trước đó là một tình huống. Lại là Võ Kim Bản vạch 3 điểm. Thực sự tôi và Bình Lê Thái Ân vừa phải nhìn nhau. Chúng tôi cũng không còn biết nói gì hơn. Võ Kim Bản vẫn đang có mặt ở trên sân để cố gắng gia tăng thêm nữa thành tích ghi điểm của mình. Và có thêm một pha bắn 3 thành công của Võ Kim Bản. Một trận tự đấu thực sự quá bùng nổ dành cho của Sài Gòn Heat mùa giải năm nay. Nguyễn Văn Hùng. 2 điểm dành cho Hùng Ca Trê. Vẫn cần dành những lời khen dành cho tinh thần chiến đấu của Timwell. Đó là cú bắn 3 của Tony Hoàng và có 3 điểm dành cho Hoàng Tú. Rõ ràng là khi mà tâm lý thoải mái thì không gì là không thể. Và đáp trả là cú bắn 3 của Nguyễn Văn Hùng. Điều gì đang xảy ra tại VP Arena? Một cầu thủ trung phong như Nguyễn Văn Hùng cũng vừa có tình huống bắn 3 thành công. Nhưng bây giờ thì sẽ là những giây cuối cùng của trận đấu, những giây cuối cùng của VBA 2020. Và chức vô địch đã thuộc về câu lạc bộ Sài Gòn Heat. Hoàn toàn xứng đáng, và bây giờ chúng ta cùng chờ xem
Thưa anh Thái Ân, tôi có thể khẳng định là Võ Kim Bản sẽ là cầu thủ player of the game ngày hôm nay rồi. 31 điểm, anh thậm chí vượt kỷ lục của mình tới 11 điểm. Vâng, đó là điều chắc chắn, gần như không có gì phải bàn cãi. Quả thật VBA 2020 đã kết thúc theo một cách thật sự đặc biệt. Sài Gòn Heat đã phá vỡ lời nguyền. Lần đầu tiên có một đội bóng giành được hai chức vô địch liên tiếp, bảo vệ thành công danh hiệu của mình. Và cũng ở trận đấu cuối cùng của VBA 2020, danh hiệu Player of the Game có lẽ đã thuộc về một cầu thủ Việt Nam lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ở mùa giải năm nay. Nhưng có một danh hiệu mà tôi rất đang mong đợi, đó chính là Final MVP, cầu thủ xuất sắc nhất trong loạt trận MVP. Đây có lẽ là điều mà chúng ta, tôi, anh Thái Ân và rất rất nhiều những cổ động viên tại VBA mong đợi trong suốt chặng đường hơn 40 trận đấu tại VBA hôm nay, khi mà một cầu thủ được xứng tên tại hạng mục Player of the Game. Bữa tiệc thực sự. Vâng, nếu như cách đây một năm Sài Gòn Heat ăn mừng chiến cúp vô địch tại nhà thi đấu Cần Thơ, trên sân của Cần Thơ Capris, thì ngày hôm nay họ đã được ăn mừng tại sân nhà của mình. Và những giọt nước mắt cũng đã rơi trên gương mặt của Đặng Thái Hưng. Rõ ràng là thất bại nào cũng rất khó nuốt. Và một thất bại khi mà Thăng Long Warriors đã giành chiến thắng trước Sài Gòn Heat 2 trận ở regular season, nhưng lại để thua ở loạt series final này, quả thật là một thất bại cực kỳ đáng tiếc. Tôi đã được nói trong khi bình luận game đấu thứ hai hoặc thứ ba thì đó tôi không nhớ chính xác nữa, nhưng mà Thái Hưng là cầu thủ khát khao vô địch nhất của Thăng Long Warriors, bởi vì anh đã hai mùa giải vừa qua anh khoác áo Thăng Long Warriors thì hai mùa giải đó Thăng Long Warriors không vào đến trận chung kết, và đây mới là trận chung kết đầu tiên của cầu thủ màu số 7 này. Và Đặng Thái Hưng đã thi đấu đầy quyết tâm. Anh luôn là một trong những cầu thủ ghi điểm tốt nhất của Thăng Long Warriors ở mỗi trận đấu. Và chắc chắn là với cả những người lạnh lùng nhất thì khi nhìn thấy những giọt nước mắt này của Đặng Thái Hưng cũng không thể kìm được cảm xúc. Bóng rổ nói riêng và thể thao nói chung luôn là nơi mang đến những cảm xúc như vậy. Những cảm xúc đối lập, những cảm xúc trái ngược ở hai đầu cảm xúc lúc này, với sự thăng hoa, với những niềm vui của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Những cái ôm thân tình của huấn luyện viên Kevin Jerkes dành cho các học trò của mình, đặc biệt là người đội trưởng Dương Minh An. Dương Minh An cũng là một cầu thủ có cơ hội rất lớn giành được danh hiệu Local MVP. Mà nếu như mùa giải này Dương Minh An giành được danh hiệu đó thì cũng là một back to back khác của Sài Gòn Heat. Vâng, Dương Minh An, một cầu thủ có vẻ khá lặng thầm với vai trò của mình, nhưng luôn là chỗ dựa về mặt tinh thần và chuyên môn dành cho Sài Gòn Heat. Ở những thời điểm mà những ngoại binh như Josuki hay những cầu thủ Việt kiều như Kristen Dujan có phong độ phập phù thất thường như thế nào chăng nữa. Vừa rồi chúng ta cũng thấy là Hoàng Thế Hiển, một cầu thủ khác của Thăng Long Warriors, cũng đã không kìm được nước mắt. Rõ ràng chỉ có thể thao mới làm cho những người đàn ông nhất rơi những giọt lệ mà thôi, anh Thái Ân. Vâng, thật sự đáng tiếc, nhưng chắc chắn thất bại này sẽ là một động lực để cho các cầu thủ Thăng Long Warriors mạnh mẽ hơn nữa, và chúng ta sẽ càng chờ đợi sự trở lại của họ hơn nữa ở mùa giải VBA 2021. Và bây giờ chúng ta cùng tạm chia tay với những giọt nước mắt và những nụ cười chiến thắng của Sài Gòn Heat. Hãy đến với những tình huống đáng chú ý nhất trong game đấu thứ tư, game đấu cuối cùng của VBA năm nay. Và ngay lúc này các bạn chuẩn bị cùng đến với tôi nào. Sài Gòn Heat on 3, 1, 2, 3, Sài Gòn Heat!